chào mọi người nè, bữa nay chạy thử cái máy dặn nắp nha mọi người nha. Đó. Nay em chạy thử cái máy dặn nắp nữa nè. Tan trình này đưa xuống sâu chút nữa cho anh đụng cái bờ này mới ngon nè. Giờ mình bẻ ra. Bẻ xa ra. Đó, vậy á. Cái bộ phận này để nó ôm bình nè. Bộ phận này là để nó đẩy cái bình vô, nó cảm biến cái bình đưa vô nè. Sau đó là nó nắp nó vặn chắc nè. Hệ thống cuộn lăn để nó kết nối với lại cái hệ thống đó. Dặn là cứng ngắt rồi đó. Cái hệ thống cuộn lăn để kết nối với lại cái bàn tải rót của khách hàng. Thì cái này nó có thể dặn được 3 loại nắp nè. 90, 100, 110 đó. Cái miếng này 4 ly, giữ cái kia này cho nó chắc. Còn thân bằng inox hết. Mặt tủ nè. Mặt tủ thì có chế độ báo nguồn nè, báo chạy nè. Siết nắp thì có hai chế độ tự động và bằng tay. Đó. Chế độ dừng khẩn cấp. Trong này có hệ thống motor giảm tốc nè, bầu hơi nè. Nè, để bình vô nha. Nè, để bình vô để quay cho mọi người xem sang. Cảm ơn mọi người đang đăng ký kênh của mình á. Ai đang xem kênh nhớ đăng ký kênh giúp mình. Xe cũng vô luôn. Thì nó lật qua lật lại nó vô. Vô luôn. Ừ. Dặn ra đường sang nó quay. Nè Sang, mà đứng này quay giùm nó nha Sang. Nè. Đó. Nắp đậy vô. Rồi đưa vô đây cho nó đúng cái khớp của nó. Đưa vô cho nó đúng khớp nó. Đưa vô đúng khớp nó bắt đầu nó vặn. Đó. Đúng vậy là vặn thôi, bình thường thôi. Cứng ngắt luôn. Sao tháo ra nổi. Thôi. Chạy test test máy dặn nắp trước khi vào nha mọi người nha. Đơn giản vậy thôi. Quá đơn giản luôn. Hệ thống làm bằng tủ điện, làm bằng inox hết luôn. Inox toàn bộ luôn. Inox toàn bộ luôn nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình. Rồi chào mọi người nha. Hôm nay thì đang làm cái hệ thống rót nè. Ví dụ như mọi người có rót bằng tay nè. Rót bằng tay thì có cái hệ thống vòi rót bằng tay. Đó. Rót bằng tay kết nối với lại máy dặn nắp. Đó. Thì ở đây có cái bàn để sấy chai nè. Sấy luôn. Đây là đang làm cái thùng sấy màng co bình. Và theo thùng sấy màng co chai. Này là hệ thống máy rửa, thùng sấy, thùng xây lóc chai, máy rửa. Đó. Máy rửa bình. Đó, đang dựng máy rửa bình lên nè, rất nhiều máy luôn. Đó, thùng xây lóc. Thùng sấy vận tải lưới nè. Thùng sấy màng co bình. Cái màn có bình đó. Rất đẹp và rất hoành tráng. Nhìn chỗ nè. Máy rửa là bán là chạy nhất luôn. Nó đang dựng máy rửa lên nè. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh nha. Chào mọi người.